Anh ơi, bố em vừa mua bộ bàn ghế hương đá tận 200 triệu. Thấy bảo gỗ xà cừ, anh cứu em với. Ây giời ơi em ơi, xin chia buồn với em nhá. Gỗ hương đá là một trong những loại gỗ cực kỳ là khó nhận biết. Bản thân anh là người trong nghề mà vẫn khó phân biệt, huống chi là em. Và sau đây là 4 cách nhận biết những loại gỗ giống với gỗ hương đá nhất để em tránh bị lừa đảo. Đây là gỗ xà cừ em nhá. Tom gỗ lo to và để mộc có màu trắng và rất dễ bị co ngọn. Ok em nhá, đây là gỗ hương sáng. Để mộc thì có màu sáng và vân gỗ nó sọc, không được đẹp như gỗ hương đá. Gỗ hương sáng thì chất gỗ cực kỳ là ọp ẹp, và con gỗ thì to. Ok em nhá, đây là gỗ hương đỏ. Để mộc thì gỗ có được màu đỏ thâm. Để hoàn thiện lên màu như thế này thì bắt buộc phải tẩy. Và gỗ hương đỏ thì cực kỳ giống với gỗ hương đá. Chất gỗ nó đanh và to. Để nhận biết gỗ hương đỏ và gỗ hương đá thì anh em để ý là cái tom gỗ nó rất chi là to. Ok em nhá, đây là gỗ hương đá. Nhìn mộc thì có màu hồng sen. Và đặc biệt hơn, nhìn chất gỗ cực kỳ là đanh. Tom gỗ nó mịn và vân gỗ vô cùng là đẹp. Ngửi thoáng qua thì có một mùi thơm rất chi là nhẹ nhàng của tự nhiên. Hãy lưu lại để tránh bị lừa đảo em nhá. Thắng tài lộc, làm nghề mộc.